À, xin chào các bạn, video này anh sẽ hướng dẫn các bạn cách giao tiếp Bit 1687 với lại Let's Buy Đòn. Thì ở đây chúng ta sẽ thiết kế mạch trước. Lấy một con bit ra, một con Let's Buy Đòn. Let's Buy Đòn các bạn có thể gõ một từ khóa là Let's Buy Segment, SEG. Ta gõ 7 set thôi. Và chúng ta chọn vào Opto Electronic. Và chúng ta chọn loại LED COM anode. COM anode tức là anode chung. Và điện trở. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ mạch ha. Giới thiệu sơ qua một xíu cho các bạn về led bài đòn. Thì led bài đòn thường được sử dụng khi chúng ta cần hiển thị cái con số trên cái bảng mạch điện tử, chẳng hạn như là tại cái giao lộ ở ngã tư đó, cái đèn giao thông, đèn xanh đèn đỏ, các bạn thấy nó đếm số bằng led bài đòn. Hoặc là cái đồng hồ số người ta sử dụng cũng sử dụng cái led bài đòn. Thì tại sao lại gọi là led bài đòn thì thực ra cũng rất là dễ hiểu, đó là nó được cấu tạo từ 7 bóng đèn led, có 7 đòn, 7 bóng đèn led được sắp thành 7 đòn. Đây, ở đây là 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7. Và cái đòn này được đánh tên, đây là đòn A, đòn B, đòn C, đòn D, đòn E, đoạn F và đoạn G. Rồi các bạn cứ tính theo chiều kim đồng hồ, đây là A, B, C, D, E, F, G. Ok. Thì 7, các bạn có thể coi mỗi đoạn là một con led. Thì cái bóng đèn led này sẽ được nối chung một đầu với nhau. Nếu là loại anode chung, ở đây là loại anode chung, thì đầu anode tức là đầu dương nó sẽ được nối chung với nhau. Còn cái đầu âm được đưa ra ngoài thành cái chân riêng lẻ. Bây giờ chúng ta muốn chẳng hạn như là muốn cái đoạn A sáng lên thì chúng ta chỉ cần cắt nguồn. Đầu này sẽ là đầu dương, đầu dương. Tại vì đây là đầu dương chung của tất cả các led mà. Và ở đây chúng ta sẽ cắt mat, chúng ta sẽ nối vào một cái nguồn khoảng 2V. 1V rưỡi tới 2V ha, thì cái led cái thanh A nó sẽ sáng lên. Đây là dương và đây là âm. Ok. Thì chúng ta có thể kết nối led bài đòn với lại điều khiển như sau. Thì tại vì mỗi đòn là một bóng đèn led cho nên chúng ta nối như đèn led thôi chứ không có gì phức tạp. Ở đây sẽ có một con điện trở hàng dòng khoảng 330 ohm và nối vào chân của điều khiển. Tương tự như vậy, các đòn còn lại đều có điện trở hàng dòng hết, cho nên mình copy ra. Thì thứ tự chân của con led bài đòn của chúng ta, đây là chân A, chân B, chân C, chân D, chân E, chân F và chân G, sắp theo thứ tự luôn. Và khi nối led bài đòn, các bạn phải nối tương ứng chân A nối với lại chân thứ không của một cái bọt nào đó. Tương tự như vậy, chân B nối với chân thứ một của chung một cái bọt với lại cái chân A. Nói chung là chúng ta nối 7 chân của led bài đòn với lại cùng một bọt. Và cái chân đầu tiên là chân A của led bài đòn thì nối với lại chân thứ không của bọt đó, và tương tự như vậy, chân B thì nối với lại chân thứ một, và chân C thì nối với chân thứ hai. Cứ như vậy chúng ta nối cho đến chân G sẽ nối với lại chân thứ sáu, nối theo đúng thứ tự. Còn cái đầu còn lại của led anode chung thì chúng ta sẽ nối lên trên nguồn vô vơ. Bây giờ giả sử chúng ta muốn cái đoạn A sáng thì rất là dễ, chúng ta chỉ cần xuất mức không ra chân RC0 thì lúc đó các bạn sẽ thấy đoạn A nó sáng. Tại vì ở đây là nguồn nè, đi qua đoạn A đúng không, sau đó qua điện trở hàng dòng, ở đây là 0V cho nên các bạn có thể coi như
mát vậy, gọi đi xuống mát cho nên led nó sẽ sáng lên. Bây giờ mình viết chương trình thử cho các bạn xem. Mình tạo một cái project mới đi, đặt tên là giao tiếp led bài đoạn. Tần số thích anh là 20 m. Tắt chế độ ADC đi. Không với lại không ít không không là như nhau thôi. Chỉ khác ở cách là đây là ghi dưới dạng số hết. Không ít không không là ghi dưới dạng số hết. Bây giờ box C của mình nối với led bài đoạn là nó sẽ xuất dữ liệu ra để điều khiển led bài đoạn đúng không? Cho nên thanh ghi trích C sẽ bằng 0x00. Thì lúc này box C sẽ là ngõ ra. Ở đây là không sử dụng chức năng ADC. Và đầu tiên mình muốn tất cả các bóng đèn LED tắt đi. Tất cả các đoạn của LED bài đoạn tắt đi thì mình chỉ muốn 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 đoạn tương ứng của LED bài đoạn tắt đi, mình chỉ cần xuất mức 1 ra cái trần tương ứng đó của video khiển thì cái đoạn của LED bài đoạn nó sẽ không sáng. Thì ở đây mình cho box C bằng 0x FF xuất mức 1 thì là led không sáng đúng không? Mình xuất tất cả các chân của box C đều bằng 1, tức là mình tắt hết tất cả các led đó. Tắt hết led. Tức là không hiển thị gì cả. Y 1. Bây giờ giả sử mình muốn cho cái đoạn A sáng lên. Cho đoạn A sáng lên, mình viết ở phía trên vòng lặp quay lại thì mình sẽ cho cái chân thứ không, cái bit thứ không của box C đúng không, bằng không, thì các bạn sẽ thấy cái đoạn A nó sáng lên. À, mình bị dịch chương trình đi, nạp code ở đây tần số thích anh là 20 m. Chạy chương trình, các bạn sẽ thấy riêng chỉ có đoạn A sáng lên thôi. Bây giờ giả sử mình muốn nó sáng xuống không thì mình sẽ cho các đoạn là A, B, C, D, E, F là xuống mức không đúng không, cho cái chân này xuống mức không, riêng cái chân G là chân RC6 nữa mình sẽ cho nó ở mức 1 thì nó sẽ sáng được hình số không. Mình sẽ đi viết năng lượng bọc C chấm x thứ 1 là bằng 0 luôn đúng không? Tương tự như vậy, mình copy ra. Bit thứ 2, bit thứ 3 đều bằng 0 hết. Bit thứ 4, bit thứ 5 cũng bằng 0 luôn. Riêng bit thứ 6 là bằng 1. Bit thứ 7 cũng bằng 1 luôn. Cái bit thứ 7 mình không có nối cho nên các bạn cho bằng 1 hoặc là bằng 0 đều được hết. Ở đây mình cho bằng 1. Thì với đoạn chương trình này nó sẽ sáng hình số 0. Bị dịch lại nè. Chạy lại chương trình. Các bạn sẽ thấy này sẽ hiển thị được số 0. Okay. Thì thông thường người ta không có xuất dữ liệu ra từng chân của cái điều khiển như thế này mà người ta xuất một lần luôn ra dữ liệu ra cái box C luôn. Thì ở đây các bạn thấy các bạn cần xuất một cái giá trị là 1100000 ra box C đúng không?
Thì thay vì ghi từng bit như vậy, các bạn có thể ghi là box C bằng 0x. Ở đây là 1100. À thôi, các bạn có thể ghi dạng nhị phân cũng được. À, 0B là 1100, sau đó đến 0000. Ok, xóa cái này đi. À, các bạn có thể ghi như vậy. Phiên dịch lại. À, chạy lại, chương trình của chúng ta nó vẫn chạy như cũ, không có gì thay đổi hết. Đây là hai cách ghi tương đương thôi. Thì thông thường mình sẽ ghi số hết, 1100, ở đây là số 12 đúng không? 12 chính là C. Và 0000 là số 0 thì đây là 0 luôn. 0x C0. Như vậy xuất ra box C, một cái byte có giá trị là C0. Thì LED nó sẽ sáng hình số 0. À, nó sẽ sáng ra số 0 cho các bạn xem. Phiên dịch lại, kiểm tra lại coi nó có đúng không. Đó, vẫn là số 0. Thì ở đây cái byte 0x0 này nè, người ta gọi là mã 7 đoạn của số 0. Đúng không? Tương tự như vậy, chúng ta có các mã 7 đoạn của số 1, mã 7 đoạn của số 2, mã 7 đoạn của số 3, vân vân. Này. Thì các bạn muốn con LED của chúng ta nó sáng ra cái hình của con số nào, các bạn chỉ cần xuất cái mã 7 đoạn tương ứng của con số đó ra ngoài cái bọt kết nối với LED 7 đoạn. Chẳng hạn như ở đây muốn hiển thị số 0 thì chúng ta chỉ cần xuất cái mã 7 đoạn tương ứng của số 0 ra ngoài cái bọt C thì các bạn sẽ thấy được nó sáng số 0. Thì các bạn có thể đi tính tương tự, các bạn tính được mã 7 đoạn của cái con số còn lại. À, thì trong Miroxy nó có hỗ trợ sẵn cho chúng ta một cái tool để nó tính mã LED bài đoạn. Đây, cái tool này các bạn phải chọn hiển thị ở dạng số hex. À, thường mình sử dụng số hex nhiều hơn. Và các bạn ghi số 1. Số 1 thì là LED mình sử dụng là LED anode chung đúng không? Như vậy số 1 là 0xF9. À, bây giờ mình thử xuất ra bọc C 0xF9 thử xem nó có hiển thị được số 1 hay không. 0xF9 view, và mình chạy lại thử xem. Các bạn thấy lúc này LED của mình nó sẽ hiển thị số 1. Tương tự như vậy, chúng ta có số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9. À. Thì thông thường cái mã LED bài đoạn người ta sẽ tạo ra một cái mảng để người ta chứa mã LED bài đoạn. Mình đặt tên cái mảng đó là LED 7 Sigmund. Rồi, cái phần tử đầu tiên chính là mã của số 0, 0xC0. Phần tử tiếp theo là mã của số 1 là 0xF9. Tiếp nữa là mã của số 2 là 0x5B. Các bạn nhớ là đang sử dụng là LED. À, anh nói chung là 0xA4 chứ. À, anh nói chung là 0xA4. Nhớ là chúng ta đang sử dụng LED anode chung để chúng ta chọn cho đúng. Số 3 là 0xB0. Số 4 là 0x99. Số 5 là 0x92. Và số 6 là 0x82. Số 7 là 0x8. Số 8 là 0x80. Số 9 là 0x90. Như vậy là chúng ta có mảng của cái mã bài đoạn từ 0 cho đến 9. Bây giờ chúng ta muốn hiển thị một cái con số nào đó, chẳng hạn chúng ta muốn hiển thị số 0 thì sao? Thì thay vì chúng ta
ghi trực tiếp là bằng 0x0 đúng không? Bằng với mã bắt đầu của số 0 thì chúng ta có thể ghi như thế này là led by segment 0 truyền vào cái chỉ số thứ 0 cho cái mảng mã led bài đoạn, thì nó sẽ tra, nó xem cái này như một cái bảng tra vậy. Truyền vào chỉ số là 0 thì nó sẽ lấy ra cái phần tử thứ 0 đúng không? Lấy ra phần tử thứ 0 và gán vào cho vật xe. Như vậy là nó sẽ hiển thị được số 0 cho chúng ta. Ở đây các bạn thấy nó sẽ hiển thị cho các bạn số 0. Thì với cái cách như trên, cái cách là đưa tất cả mã led bài đoạn vào một cái mảng để chúng ta tra theo chỉ số, nó sẽ dễ dàng hơn cho các bạn trong lúc viết code lập trình. Chẳng hạn như các bạn muốn hiển thị là một bài đếm đơn giản, đó là cho led hiển thị đếm từ 0 đến 9, thì chúng ta sẽ viết như sau. Ở đây là cho một cái vòng lặp for y bằng 0, y nhỏ hơn 9, tăng y là 1. Và chúng ta sẽ cho box C bằng led by đoạn của y. Chúng ta sẽ truyền y vào. Lúc này y là một con số từ 0 đến 9. Chúng ta muốn hiển thị con số từ 0 đến 9 đó ra cái box C, ra cái led by đoạn, thì chúng ta chỉ cần đưa con số đó vào cái bảng tra là led by segment ở đây. Led 7 segment nha. Và nhớ delay để người ta thấy được. Còn nếu các bạn không delay nó sẽ thực hiện rất nhanh, các bạn không thể nào nhìn thấy được nó sáng từng con số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mà nó sẽ sáng một cái red từ 0 đến 9, sau đó quay trở lại sáng một cái red nữa từ 0 đến 9 rất là nhanh, cho nên các bạn sẽ thấy nó sáng liên tục. Và các bạn chỉ thấy duy nhất cái mà các bạn thấy được là một cái hình số 8, lúc nào cũng là hình số 8 hết, nếu mà không có lệnh delay. Ở đây biến y mình chưa có khai báo. Rồi, mình dịch. Mình chạy chương trình thử cho các bạn xem. Led nó sẽ đếm từ 0 cho đến 9, sau đó quay trở lại, đếm lại từ 0 cho đến 9. Tới 8 thôi. Nó đếm có tới 8 thôi, thì ở đây chúng ta nên cho nó nhỏ hơn 10 thì nó sẽ đếm đủ là tới 9. Đúng chưa? Ok rồi. Bây giờ quay trở lại. Các bạn thấy ở đây là cái mảng của chúng ta nó có kiểu là anh xây cha. Cái này không có gì lạ cả. Nhưng mà nó có thêm cái từ khó là code ở đây để làm cái gì. Thì các bạn biết khi mà một cái biến, chẳng hạn như biến y của chúng ta khai báo, thì khi mà chương trình của chúng ta chạy nó tạo cái biến y này là trên cái bộ nhớ RAM, mà bộ nhớ RAM của điều khiển cái biến mặc định, nếu mà các bạn khai báo không có từ khó chỉ định cái vùng nhớ đó, thì nó sẽ lâu trên bộ nhớ RAM. Còn nếu mà mình có thêm cái từ khó chỉ định vùng nhớ, chẳng hạn như là code, thì nó sẽ load cái biến đó lên bộ nhớ chương trình của nó. Code là bộ nhớ chương trình. Và thật ra nó không phải là biến. Bộ nhớ chương trình thì nó không thể thay đổi được. Trong lúc thực hiện chương trình nó không thể thay đổi được bộ nhớ chương trình. Bộ nhớ chương trình các bạn có thể hiểu là khi mình nạp xuống cho chip rồi thì nó sẽ là không thay đổi được. Trừ khi chúng ta nạp lại con chip thôi. Thì đây là cái hàng số, các bạn thấy mã bài đoạn là cái hàng số nó luôn luôn là như vậy, không có gì đổi cả. Cho nên chúng ta sẽ chọn là ghi cái phần này vào bộ nhớ chương trình, ghi cái phần này vào bộ nhớ chương trình, tức là bộ nhớ code. Thì các bạn biết con vi điều khiển cái bộ nhớ chương trình của nó nhiều, một vài ký hoặc là một vài chục ký, nhưng mà trong khi đó bộ nhớ dữ liệu của nó rất là hạn chế.
có thể là một vài chục byte hoặc là một vài trăm byte thôi. Cho nên thông thường đối với cái bản tra thì người ta sẽ load trong bộ nhớ chương trình bằng cách thêm cái từ kho code vào. Và các bạn cũng để ý luôn, khi mà chương trình của chúng ta biên dịch, nó sẽ thông báo là nó sử dụng bao nhiêu byte RAM, còn trống bao nhiêu, và sử dụng bao nhiêu ROM. ROM này là bộ nhớ code đó, bộ nhớ chương trình đó. Sử dụng bao nhiêu byte ROM. Thì ở đây các bạn hiểu ROM chỗ này không phải là byte, nó là từ, không phải là byte. Đó, sử dụng bao nhiêu phần trăm ROM, bao nhiêu phần trăm còn trống. Thì đây là chương trình nhỏ thôi, cho nên chúng ta còn trống tới 99% bộ nhớ chương trình. Thì bây giờ giả sử ở đây mình không để từ kho code, thì các bạn đoán điều gì sẽ xảy ra? Không để từ kho code thì cái byte, cái biến, cái mảng này nè, nó sẽ load xuống bộ nhớ RAM. Do đó dung lượng của bộ nhớ RAM nó sẽ tăng lên. Các bạn để ý ở đây là 2 byte đúng không? Biên dịch lại, build build lại, nó sẽ tăng lên là 12 byte, tương ứng với lại tăng thêm là 10 byte của mã lết bài đoạn nữa. Như vậy là cái mảng này nó sẽ đặt vào bộ nhớ RAM. Nhưng mà nếu mà mình thêm từ kho code thì nó sẽ đặt vào bộ nhớ ROM. Đó, đó là về cái từ kho code. Rồi, nói thêm cho các bạn một chút xíu như vậy. Rồi, như vậy là bài giao tiếp lết bài đoạn của chúng ta đến đây là hết ha. Chúng ta đã biết được cách xuất cái con số lên trên lết bài đoạn.